Khi hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ nổi lên trên mạng xã hội, hàng trăm TikToker, Facebooker và YouTuber đã đi theo ông để tiến hành livestream. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Có streamer theo thầy Thích Minh Tuệ kiếm hơn 60 triệu đồng trên ngày. Xác minh vụ thầy dạy lái chặn đường, xịt hơi cay vào tài xế ở Thái Bình. Vợ tử vong, chồng và hai con nhập viện cấp cứu sau cú va chạm với ô tô. Sập tấm bê tông làm cô giáo tử vong, giám định việc xây dựng quán cà phê. Có streamer theo thầy Thích Minh Tuệ kiếm hơn 60 triệu đồng trên một ngày. Khi hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ nổi lên trên mạng xã hội, hàng trăm TikToker, Facebooker và YouTuber đã đi theo ông để tiến hành livestream. Họ bất chấp tất cả để chạy theo ông, nhốn nháo, gây rối loạn. Thậm chí ngay cả khi thầy đi vào nhà vệ sinh vẫn bị những người này vô tư tiến hành livestream. Mặc dù thầy Thích Minh Tuệ đã kêu gọi họ về nhà để chăm lo cho gia đình, đừng đi theo nữa, nhưng những lời nói đó đều bị bỏ ngoài tai. Theo nhà báo Lê Quốc Vinh, chủ tịch Lee Group of Company, đây là hành động livestream thiếu tính nhân văn bởi trong truyền thông có nội dung đáng và không đáng được đăng tải. Nếu trong nhận thức của người dân lan truyền thông tin điều này sẽ có những hoạt động thiếu tính nhân văn. Nhu cầu muốn được nổi tiếng, câu view và kiếm tiền hiện nay là rất cao vì livestream đang trở thành công cụ phục vụ cho mục tiêu truyền thông bẩn. Theo ông Lê Quốc Vinh, có những livestream đi theo ông Thích Minh Tuệ có thể kiếm tối đa hơn 60 triệu đồng trên một ngày. Nội dung càng kích thích, càng phản cảm bao nhiêu thì sẽ lôi kéo nhiều người xem bao nhiêu, bởi thị hiếu họ thích xem những nội dung như vậy. Hiện có những người livestream để mua vui, nhưng cũng có nhiều người sử dụng nó như một công cụ để thu lợi bất chính. Họ đưa ra các nội dung kích thích sự ham muốn của người xem, trà đạp lên giá trị nhân văn, giá trị đạo đức, ông Lê Quốc Vinh nói. Theo ông Lê Quốc Vinh, vấn đề này cần đặt ra các sự kiện nóng hiện nay đều được các nền tảng mạng xã hội đề xuất và Việt Nam đang thả nổi các đề xuất đó. Để kiểm soát người livestream là rất khó. Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Vinh cũng cho rằng các quy định và chế tài hiện nay chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và nhà mạng cũng tương tự, nên không có đủ các công cụ nhạy bén để ngăn chặn các nội dung phản cảm. Xác minh vụ thầy dạy lái chặn đường, xịt hơi cay vào tài xế ở Thái Bình. Chiều ngày 9 tháng 6, mạng xã hội Facebook xôn xao clip được cho là một thầy dạy lái xe chặn đường, chửi bới, xịt hơi cay vào một tài xế ô tô khác, hô hào học viên của mình tháo hơi chiếc xe này. Theo nội dung clip, hành động đe dọa xịt hơi cay của thầy dạy lái nhằm ép yêu cầu tài xế xóa clip nóng sau khi hai bên đã có lời qua tiếng lại về việc tham gia giao thông. Vụ việc xảy ra được cho là trên đường Thái Hà thuộc địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cụ thể, đoạn clip ghi lại một chiếc ô tô dừng xe ngay giữa đường và từ trong xe, một người đàn ông được cho là thầy dạy lái mở cửa xe chạy lại, chỉ tay vào một tài xế xe ô tô đang chạy phía sau, yêu cầu xuống xe để nói chuyện. Người được cho là thầy dạy lái xe cũng liên tục đập vào cửa kính xe phía sau và có những lời lẽ thô tục, đồng thời yêu cầu một người khác mặc áo trắng lấy bình xịt hơi cay và tháo hơi xe của nam tài xế. Sau khi người này có hành động khiếm nhã, nam tài xế đã mở cửa xe để giải thích mọi việc, nhưng người được cho là thầy dạy lái đã dùng bình xịt hơi cay vào phía bên trong xe, khiến nam tài xế liên tục ho do bị ngạt khí cay. Mặc dù tài xế kia đã rất nhiều lần giải thích, nhưng người mặc áo đen, được cho là thầy giáo dạy lái, vẫn cho rằng nam tài xế có hành động ép học viên của mình, đồng thời yêu cầu nam tài xế này xóa clip nóng, nếu không sẽ bị đánh chết. Xóa clip, mày chưa biết bố mày! Kể cả công an giao thông ở đây còn chưa ấy bố mày, người được cho là thầy dạy lái xe đe dọa. Một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết đã nắm bắt được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh sơ bộ, thông tin chủ xe bị nhóm xịt hơi cay vào người có địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ. Hiện đơn vị đang phối hợp với công an huyện Quỳnh Phụ để rà soát, xác minh danh tính tài xế bị xịt hơi cay vào người và nhóm người được cho là thầy giáo dạy lái xe, tiến hành xử lý theo quy định. Vị cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Hà cho biết. Vợ tử vong, chồng và hai con nhập viện cấp cứu sau cú va chạm với ô tô. Vào khoảng hơn 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, tại km 590+400 trên quốc lộ 1,
đoạn qua thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khiến cho một người phụ nữ tử vong. Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Trần Vĩnh Đức, sinh năm 1988, điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Lâm Thị Hoài, sinh năm 1993, và hai con nhỏ theo hướng Nam Bắc đã va chạm với ô tô của anh Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1987, điều khiển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cho người ngồi sau xe máy là chị Hoài tử vong tại chỗ. Anh Đức cùng hai con phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên. Sập tấm bê tông làm cô giáo tử vong, giám định việc xây dựng quán cà phê. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sẽ giám định việc xây dựng quán cà phê có sàn bê tông bị sập khiến cô giáo tử vong tại chỗ để làm rõ nguyên nhân sự việc. Cụ thể, sau vụ sập tấm bê tông của quán cà phê Nhà Bẹp, xã Hòa Thắng vào tối ngày 5 tháng 6, làm cô giáo Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1985 tử vong, Công an thành phố Buôn Ma Thuột sẽ trưng cầu giám định việc xây dựng quán để xác định nguyên nhân vụ việc. Tối ngày 9 tháng 6, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, sau vụ việc tấm bê tông tại quán cà phê Nhà Bẹp bị sập khiến cô giáo Thi tử vong, đơn vị đã giao đội điều tra tổng hợp khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, chưa thể kết luận vụ việc này có dấu hiệu tội phạm hay không có tội phạm. Để xác định nguyên nhân cụ thể, đơn vị sẽ cho trưng cầu giám định chất lượng trong việc xây dựng quán cà phê Nhà Bẹp. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 6, chị Nguyễn Thị Thi cùng hai con nhỏ đi uống cà phê tại quán Nhà Bẹp thuộc xã Hòa Thắng thì bất ngờ bị tấm bê tông của quán rơi xuống trúng người khiến chị Thi tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, hai con nhỏ của chị Thi chơi ở khu vực phía ngoài nên không ảnh hưởng gì. Được biết chị Thi là giáo viên dạy môn toán tại trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Cư Mờ Ga, chồng chị Thi hiện là bộ đội đang công tác tại Trường Sa. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều cơ quan đơn vị đã đến hỗ trợ, giúp đỡ và động viên thăm hỏi gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Cây xà cừ đè bẹp ô tô 5 chỗ. Khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 6, thời điểm Hải Phòng đang mưa rất to, cây xà cừ trong cung thanh niên Hải Phòng, số 45 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, bị bật gốc, đổ chắn ngang đường nội bộ. Thân cây đè dọc chiếc Kia Morning khiến xe bẹp rúm. Tán cây rộng khoảng 60m2 kéo đổ cột đèn chiếu sáng gần đó. May mắn thời điểm đó không có người qua lại. Đến 17 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải phóng. Cung thanh niên Hải Phòng có hàng chục cây xà cừ vài chục tuổi. Hàng ngày, khu vực này có nhiều ô tô đậu đỗ và người dân đi bộ tập thể dục. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Hải Phòng mưa lớn. Lượng mưa từ 0 giờ 30 phút đến 13 giờ ngày 9 tháng 6 là 335mm, cao hơn rất nhiều trận mưa lịch sử năm 2018, 287mm. Và 2021, 265mm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng cho biết. Mưa lớn kết hợp với thủy triều lên từ 10 giờ khiến toàn thành phố Hải Phòng bị ngập. Đến 14 giờ, mưa ngớt, nước đang rút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.